chưa? Anh chạy rồi. Chạy rồi đúng không ạ? Xin chào tất cả các bạn, mình là Bình An. Mình cao 1m82 và mình nặng 73kg. Và đặc điểm nhận dạng của mình là có một chiếc răng khểnh ở bên trái và hai mắt này không đều nhau. Nói thì nghiêm túc thì thôi, nhưng mà thực ra mình đang rất là tiếu đùa đấy. Không biết là các bạn buồn cười hay không, nhưng mà thôi, làm gì thì mình cũng cười và cái cho các bạn cười theo. Chưa có một ý định nào là mình sẽ quay lại Sài Gòn, nhưng mà sau khi biết được một số thông tin tổ chức casting ở trên mạng xã hội Facebook thì An đã quyết tâm tham gia và hy vọng rằng là lần này sẽ là sự đánh dấu trở lại Sài Gòn của An sau bao nhiêu năm xa cách. Khi xem xong kịch bản và xem xong phiên bản Hàn Quốc thì An cảm thấy rằng là mình, trong bản thân của mình có một phần nào đó của Nam Phong, và An sẽ cố gắng thể hiện rõ Nam Phong này cho mọi người thấy rằng là nhân vật đấy sẽ như thế nào. Trong phim này thì An sẽ cố gắng là thể hiện là một người chững chạc hơn, một người trưởng thành hơn, là một người thành đạt trong công việc lẫn cả trong cuộc sống. Anh có một tình yêu đẹp và anh đang cố gắng khát khao tìm tình yêu đấy của mình từ những ngày đầu tiên, tức là mối tình đầu đấy. Cũng là một mối tình, có thể nói là một mối tình con nít, và đến bây giờ An cũng không nhớ là mối tình con nít đấy nó có những cái tình tiết gì hay như thế nào. Ngoài đời thì nói chung là cũng trải qua khá rất nhiều mối tình, và hiện tại thì cũng đang có một mối tình, và mối tình này là mối tình sâu đậm nhất và có thời gian lâu nhất. Tại vì em ngại em không dám nhìn ống kính nên là em phải ra nhìn chị. Và cũng rất khâm phục cái người nam diễn viên chính phiên bản Hàn Quốc, thì anh ta nhớ từ những chi tiết nhỏ, những chi tiết dầm mưa, những chi tiết là những cái bức tường mà khi mà anh để lại những bức vẽ khi đi cùng cô gái đấy, thì anh cảm thấy rằng là wow, đôi khi trong cuộc sống có những cái điều thuộc về kỷ niệm và nó sẽ là mãi mãi. Còn đối với An thì An sẽ cố gắng nhớ lại những cái chi tiết về mối tình đầu và sẽ coi nó như gọi là những kỷ niệm. Thì đến bây giờ thì nói thật là An vẫn hơi hối tiếc về mối tình đầu của mình, khi mà mình không có một cái kỷ niệm, không có một cái gì nhớ về mối tình đấy. Và qua vai diễn Nam Phong này, An sẽ cố gắng thể hiện cho các bạn biết, các bạn thấy rằng là cần phải lưu giữ, cần phải tôn trọng những cái gọi là mối tình đầu.